gì đấy em. Ngồi trong ghế đi, ngồi trong ghế đi. Ừ. Bữa nay ngon đấy. Hả? Bữa ăn món này à? Ngon không ý? Đi ngon đó. Hả? Ngon không? Ừ, chị nấu, chị nấu bài chín nhá. Ừ, sao?
Chờ tí nào, ê, mà gọt chưa? Hả? Hả? Sao? À, để ba ra gọt cà rốt cho nào. Nào, đây có tìm nhé. Hả? Tí thì ăn cà rốt không? Hả? Sao? Hôm nay có vẻ hồi hộp đấy. Hử? Sao? Này, cắt tôi bị mấy mà. Lấy cầm miếng ăn này này. Nha. Ngon không? Ừ, ngon không? Ngon không? Ngon không? Cái đồ ngon lắm. Mày coi ngon không? Sao ăn ngon mày? Ngọt nha, ngọt nha, ngọt. Đấy. Ăn này nè, cà rốt ngọt lắm, rất là ngọt. Ngọt lắm. Ngon nha. Tí này có cà rốt chín này ngon hơn. Nè. Cái gì mà tò mò nữa. Nè. Đi ngồi này nhá. Gẹp nhá. Mẹ sao đấy nhờ? Đi lên xem mẹ sao đi. Hả? Xem mẹ làm anh sao đấy? Hả? 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 Hả?
mình nhanh lên nào. Pin nữa. Mày Lan Anh bị sao thế nhỉ? Nhìn xem mày Lan Anh bị sao đấy. Ừ. Đi. Em mày Lan Anh bị sao? Ừ. Sao? 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 Gì đấy? Hả? Món này thì là bi ăn đấy nhá. Mình chắp bị miếng này này. Sao đây Lan Anh? Mệt à? Bi. Để lên xem mày lấy anh sao kìa đi. Bi. Ăn nhanh với. Lên xem mày lấy anh sao nhá. Lên xem mày sao đấy mà ho đấy. Bi ơi, Lan Anh làm gì thế này? Bi xuống mười ba hả? Lan Anh làm gì thế này? Hả? Lan Anh làm gì? Hả? Gì thế đó? Sao? Hử? Sao vậy? Hả? Hả? Làm em kia hả? Đi. Mày làm em đi bên này. Ừ. Nè, mày làm anh đâu? Ừ. Anh đâu? Ừ. Đâu? Mày làm anh đâu rồi? Hả? Hả? Sao vậy? Ừ. Sao? Ừ. Tiếp đi anh. Bây giờ bây giờ đến cửa. Đi ăn rồi chứ. Ăn rồi nhé. Rồi, ngồi đây đã. Rồi. Rồi.
Bí thứ coi chín nhá này, gì cái chín nào, chín chưa, chín chưa, à đi lên bàn mè đi, lên bàn mè lá này xuống đi, anh lên. Ăn đi Vi. Đây mới rơi thuốc chứ. Em mới thuốc nữa. Em đi. Em biến. Bây giờ là ba người nhá. Để ba đứa chơi nhá. Cứ suy nghĩ nhá. Cầm miếng cuối trong bố, xong bố lấy sữa cho. Đấy, hết rồi. Lấy sữa uống nhé. Bỏ ra đây.
Cho ba lấy sữa cho. Ừ. Chờ tí nhá. Từ từ. Bữa nay nói đi. Làm ăn đi, ăn em. Từ từ thôi. Ừ. Nghe không? Thank you.
chơi đi. Bi đi xuống nhà chơi đi. Bi xuống nhà chơi đi Bi ơi. Xuống dưới nhà chơi đi. Đi xuống nhà chơi đi. Đây chồng cho mình đi rồi. Thank you.
Bi ơi. Bi. Đi ra ngoài chơi đi. Đây chị mày đang chơi với Bi được. Đây này. Thế bây giờ nghịch nữa nhỉ. Không cần nghĩ đâu, đừng từ lâu.
Đi để bên nước mắt rồi mà. Mình khăn gì nhá. Cảm ơn nha. Cảm ơn Bi nha. Cảm ơn Bi nhiều nha. Cảm ơn Bi nhé. Cảm ơn Bi nha. Mình gặp Bi hôm nay chứ nhá. Hôm nay chị mẹ thì không thêm bị Bi được. Đi ở nhà nhá. Đi nhà nhá. Tao. Tao đi. Bi muốn đi cùng à? Hả? Tao lắm. Để ba cho đi vào một đoạn này nhá. Đi một đoạn này nhá. Giờ Bi lại đóng cửa cho bà nha. Nha. Bi lại đóng cửa nhá. Để bà mở cửa đây chứ. Để bà mở cửa đây cho Bi xuống nhá. Bi vào đóng cửa nhá. Thấy chưa? Bi à, ba đi rồi à Bi, Bi nằm đây nha.
Em đây thôi chị. Khăn ra gì ạ? Lau nhé. Cảm ơn nhiều nhé.
thêm một bên đấy. Nhịt kế á. Ờ, đi đi mình đo nhịt kế. Đo nhịt đồ rồi. Em trả lời chị ơi. Trời ơi, 38 độ 2 luôn đấy bị ạ. Ừ. Để chị ấy lại nhé. Xem đo lại xem bao cao này nhỉ. À, để chị đo lại. Lại ấy tiếp à, lại kêu tiếp. Để chị xem bao nhiêu nào. Vẫn 38 độ. Chết rồi. Sốt á. Mình rán hạt sốt á, chị mở ra. Cái gì giỏi đấy. Chị bắt lên rán mi nha. Chờ mi nha. Ừ. Đi nằm đây. Nằm đây.
hôm nay chị mệt quá baby ạ. Thì chị mệt không chơi với baby. Chị mệt quá baby ạ. Chị phải gọi điện cho bạn ăn. Chị không chăm sóc được baby à? Chị gọi cho ba con hỏi ba con gì nhá. Alo. Alo, anh quên à? Anh ơi, bây giờ em mệt. Sao vậy? Bây giờ em thấy mệt quá. Thì em, anh, bây giờ anh có về luôn không? Không, anh đang đi mà anh đã gặp được cái đâu, đã gặp được người ta đâu, sao vậy em? Thì bây giờ em cảm thấy mệt quá, em không chăm sóc được bia thì em gọi bạn em đến rồi. Em vào viện cái. Anh thì anh phải giải quyết xong công việc thì anh mới về luôn được. Thế bây giờ em có được bạn đi thì em gọi là đến chăm sóc BB đó không? Em vào viện nhá. Bạn em căng nhỉ. Thế tình hình em sáng hôm thuốc kia không được. Vâng, nó không đỡ gì hết. Nãy vừa đo nhiệt độ xong. Đây à. BB nhà ngoan không? BB đang ở cạnh em này. BB ạ. Thì em tạm thời em nhờ bạn em đến trong bio anh cái. Dạ vâng. Để anh xong việc thì anh mới về được. Vâng. Nhá. Vâng. Nếu có gì anh định quyết nhanh công việc anh về rồi anh đừng đi trên đường mà. Vâng, thế xin em bảo em gọi điện cho bạn em nhé, xong rồi anh về thì tính sau. Thế em gọi là bạn em sang giúp anh tính nhá. Vâng. Em vào bệnh viện xem tình hình như nào đi, khám xét nghiệm như thế nào. Vâng, em bây giờ em đi. Tôi gọi bạn em đến. Tắt email baby. Để chị tắt nào. Bây giờ chị phải vào lấy đi ạ. Chị vào viện. Để chị gọi điện cho bạn chị đến luôn nhé. Alo. Bây giờ mày có rảnh không? Mày qua nhà tao chờ, tao nhờ một số việc. Qua luôn nhé. Để chị đi chuẩn bị đồ để đi luôn đi ạ. Chị vào nhà đi đó. Đi luôn. Để chị chuẩn bị đồ. Đi về nhà nhé. Xíu nữa chị đến chị chăm sóc đi, chị đi luôn đi ạ. Dạy chị dịch đồ đấy. Để chiếu tô đi.
đi bây giờ xuống đây nhé. Ngồi xuống đây nhé, chuẩn bị xíu đồ chị đi vào viện này. Đi mà đi cùng được đâu. Chị đấy đến rồi, chị xuống mở cửa cho chị này. Đi, đi xuống. Hai chị em mình đi xuống này. Xuống mở cửa cho chị nhá. Chị đi làm quen chị. Chăm sóc mà.
chị bảo là chỗ ăn cái gì đói ạ, Vivi đói đấy chị bảo này. Ok, trông thế đi chơi rồi. Vivi cũng thông minh là dễ bảo. Thì ở đây phòng khách lấy chỗ này mình có Vivi xem TV để chơi, trên kia là phòng ngủ Vivi, ngoài phòng bếp thì chị ra chỉ mày cái chỗ lấy sữa với cả đồ ăn ngoài bếp kia, cho ăn gì cho ăn ngoài bếp nhé. Để ý lượng ăn xíu xíu là ta sẽ bàn. Bây giờ chị đi chỗ về thôi. Hôm xíu nữa Vivi ở nhà với chị đi nhé. Thôi chị phải đi rồi. Vivi ơi. Đi đi ngồi ăn ở ghế này, lấy đĩa cho đi. Đây, cái này là cốc uống sữa đi này, cái này là đĩa ăn với cả cái đĩa ăn riêng đi đi. Đi lên tầng một con ngủ đi, lên tầng ngủ lấy đá hết đi. Chút này là phòng ngủ Vivi, Vivi ngủ ở trên này ngồi kìa. Chẳng chẳng nói ngồi ngủ, để em nằm chân gặp chân. Xin lỗi là cho ta. Ok. Đây. Cái này là quần áo Vivi này, gặp bì. Tắm, lúc này tắm thay quần áo xong thì ống bỉ này cho mặc áo vào đấy như đây. Ok. Nói như thế mình lúc ta đó. Ok, cứ để tao. Ừ, được rồi. Vivi à. Nhé. Vivi ơi. Đi, đi xuống kia để tao lấy. Tao đi viện luôn, tao gọi taxi. Chị bảo taxi đi luôn nhé Vivi nhé. Không, chị phải đi mà. Vivi nó học mẹ à? Vivi nó học mẹ à?
Pipi. Pipi ơi. Pipi ơi. Mẹ đi viện bài không đâu rồi mẹ về. Nên anh về chơi với Pipi nhá. Còn lại hôm nay Pipi ở với chị. Pipi ơi. Pipi à. Pipi. Đi ngủ nhá, đi mình ngủ đi nhá.
Thế mày làm gì vậy? Mày tìm gì à?
là chị mặc quần cho Pi Pi. Đi làm xuống ngủ nè. Ngủ xuống. Pi Pi ngủ đi nhá. Chị gọi cô Pi Pi nha. Pi Pi ngủ đi. Làm gì vậy? Ơi, tránh ra cho chị ngủ nào. Thank you.
Làm gì ngoan đâu? Hả? Làm ngoan đâu? Ừ. Mày lại đây ngủ mà. Hả? Đó. Bạn mày làm đi đâu? Ừ. Đó. Ở đâu? Ở đâu? Hả? Bạn bằng mày làm đi đâu? Đó. Ừ. Ngoài nhà mày bia. Mày làm nhiều người đến trong bia rồi mà. Ngoài trong bia à? Hả? Bia nhà mình buồn đấy. Hả? Hả? Ừ. Hả? Cái bạn bằng mày làm đi đâu? Đâu đi nhỉ? Hả? 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 Ở nhà mẹ có cho con ăn không? Hả? Có cho ăn không? Hử? Ừ. Hả? Bạn mày làm cho ăn không? Hử? Ừ. Mày xem cái bụng ấy không? Hả? Bạn mày làm đi không? Hả? Ở đâu bạn mày làm đi không? Hả? Hả? Đâu? Bạn ở trên mà. Sao em đến trong phim không ngủ ấy? Anh về lúc nào vậy? Anh về lúc rồi anh xong rồi anh về. Ôi thế em không chăm bia à? Đi ra đây nào. Trời ơi, khăn em ấy xong em về ấy cho anh chứ. Nào, em đi. Ừ? Dạ. Ờ, Bi nhà ngoan không em? Bi ở nhà ngoan lắm anh ạ. Bi tự ăn, tự uống rồi, tự giặt rửa nên cũng không cần làm gì anh ạ. Trời ơi, Bi nhiều cái ăn uống ấy, em thấy ông giờ nó vừa mới vứt ra các giới ấy. Em phải ghép dọn đồ thì cho Bi ăn một nỉa chứ. Chứ làm sao cho Bi cầm cả quả ăn như thế được. Bi phải sạch sẽ chứ. Để em ở nhà đã lấy gì cho nó ăn nhá. Dạ, chưa anh ạ. Bây giờ để nhá, để bà xuống đây cho Bi ăn nhá. Hả? Ừ? Anh em mày có mình bạn mình anh có khỏe không? Thương Bi không? Ừ? Hả? À, rồi, để ba về xuống nhá. Ừ? Nhá? Ba về xuống nhá. Chúng, anh chúng nó. Thế em làm ghép đồ đi rồi ấy. Anh cảm ơn tại vì em cũng chăm sóc Bi một ngày ấy. Có gì đấy đi để anh nghe chưa?